Chắc là có nhà riêng không? Dạ có nhà riêng, nhưng mà cưới xong mới mua. À, tiền có rồi gì? Dạ. Ừ thì Thảo nói vậy đi. Làm tôi hụt hẫng quá. Ông bấm tôi bấm à, tôi nói trước rồi đó. Được rồi đó. Mình tên là Bùi Minh Hoàng, năm nay mình 28 tuổi. Mình đang là nhân viên kinh doanh của công ty gia đình. Và bây giờ em có thể giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Khánh Linh, tuổi thì em giữa 27 với 28 tuổi, nhưng mà tâm hồn thì lúc nào cũng như 21 tuổi thôi. Em là nhân viên văn phòng, em làm tại công ty quảng cáo và truyền thông. Quê em ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ba mẹ em thì là gốc Hà Nội, cho nên là trong một con người em thì em có hai cái văn hóa là Bắc và Nam. Nói chung người em gì cũng nửa nửa hết trơn á, tuổi cũng nửa mà quê quán cũng nửa nửa. Rồi bây giờ mời anh bên kia tiếp tục. Công việc cụ thể của bạn là gì? Dạ, công ty nhà em kinh doanh về nữ trang. Nữ trang vàng hay bạc hay là... Dạ, nữ trang vàng đó chị. Thế này không lẽ không có người yêu trời. Em có thể kể sơ sơ qua tình trường của em được không? Dạ, em cũng có hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em á, thì em đi nghỉ vụ. Là em quyết định là đi nghỉ vụ xong rồi về lập gia đình. Thì trong thời gian em đi nghỉ vụ thì có một cái biến cố, cho nên là hai người chia tay. Biến cố là cổ biến cố hay là em biến cố? Tất nhiên là cổ. Cổ phải không? Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai thì cũng quen nhau một thời gian, 1-2 năm. Vô tình là em bắt gặp thấy người đó đi với một người khác. Đi thôi mà, có gì đâu. Chẳng may bữa đó thứ bảy thì em hẹn người đó đi chơi. Chứ là người đó nói người đó bệnh. Xong em mới chạy đi mua thuốc. Thì đang mua thuốc xong quành lại người nhà người đó. Thì thấy là người đó ra đi với người khác. Đi vậy nhưng là... có nắm tay gì không? Thôi vậy là hiểu rồi, người ta đã báo bệnh trong nhà mà ta đi với người khác còn không nó... phải bây giờ phải làm rõ chuyện này ra cái bởi gì đi nữa. Không vấn đề gì cả, thậm chí chở người ta nói thứ bảy là máu chảy về tim mà thứ bảy mà báo bệnh nằm ở nhà, ta đi mua thuốc tới đi với người khác còn thắc mắc cái gì nữa. Không, thấy lý do này nó chưa ổn lắm. Nói chung là không phải là một lần. Dạ đúng, cái không có một lần thì được, nhưng mà thấy một lần là không được ha. Dạ. Thôi bỏ qua đi. Là hai mối tình đó. Bên đó mấy mối tình? Em có ba mối tình chính thức với lại một cái mối tình đơn phương thì cứ coi là 3.5 đi. Rồi 3.5. Dạ. Cuối cùng chia tay cách đây bao lâu? Dạ chắc gần được 1 năm. Ngày hôm nay đến đây đem này theo chi? Cái gọi là ưu điểm của em đi ha. Em biết mỗi thứ một chút. Ví dụ như em biết bồi đàn và hát guitar nè, hoặc là em biết ảo thuật nè, rồi em cũng biết nữ công gia chánh hồi mỗi thứ chút à. Tức là không có cái nào mà nó hoàn hảo hết. Nói chung chị biết rồi, em cái gì cũng nửa thôi, chị hiểu mà. Và bây giờ mình có thể tặng. Dạ, mà cho em nói trước chút xíu ấy là tại vì em hát thì nó không quá hay. Dạ, cho nên là mọi người chăm chú giúp em, chứ em thấy nhiều người của em hơi hồi hộp. Không sao cả, một tràng vỗ tay ủng hộ cho bạn ấy. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát trôi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phen, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, người về mang theo dấu hiệu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Dạ thôi. Nửa vậy thôi đó hả? Em cảm giác thế nào? Hay nghe bài này. Dạ hay. Bây giờ em hỏi yêu cầu của bạn bên đó thế nào, thử coi mình đáp ứng được hay không. Ủa vậy yêu cầu của em như thế nào? Dạ em thích một cái người chân thật, hoạt bát, vui vẻ, nói chung là lúc nào cũng nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, năng động, vui tính. Cái mẫu người lý tưởng của em là bố em, cho nên là những cái mà em vừa kể vừa rồi là bố em có hết. Và bạn trai bên đây có muốn làm bố cô này không? Giống bố đó. Thì chắc giống thì em không giống được hết, nhưng mà chắc cũng được 70%. Em có yêu cầu gì quấy không? Nói chung là em cũng thích cái mẫu người là biết chăm lo cho gia đình. Không thích cái mẫu người mà xe xua, càng bình thường càng tốt. Cái lúc mà mình cần đẹp thì mình cần đẹp thôi. Bản thân em có những cái ưu điểm gì không? Ưu điểm của em thì em có thể chăm lo cho bạn gái được. Và việc nhà thì người đàn ông cần làm cái gì ở nhà thì em có thể làm được. Ví dụ là em làm được cái gì? Thì điện, nước, lau nhà, quét nhà, giặt đồ. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người như thế nào? Ngoại hình hả chị? Ngoại hình. Dạ. Ra thì em không cần quá đẹp, với lại là không hói. Không hói. Dạ. Dạ. Với lại là không hói. Em chào anh. Lý do tại sao không hói?
hối đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Dạ. Hối đâu có ảnh hưởng gì vào mình thế giới đâu. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thật ra thì hối thông minh, em cũng biết cái điều đó. Nhưng mà ý là nó thuộc về cái cảm giác ấy anh. Với lại là cao một chút, đừng có ốm quá, đừng có mập quá. Nói chung là em chấp nhận có bụng để ôm cho nó ấm. Rồi với lại sạch sẽ. Đó, nói chung là em chỉ cần có nhiêu đó thôi. Dơ không được hả? Sạch sẽ cỡ nào? Dạ, ý là đừng có bỏ bữa tắm nào nè. Đừng bỏ. Đánh răng. Có bỏ bữa nào không? Ngày em bèo lắm phải tắm lần. Ngày tắm lần có. Được rồi, vô đó thôi phải không? Dạ, em nghĩ ra được em sẽ nói thêm. Rồi còn nữa à? À, nhu cầu như vậy đó ha. Nói chung là nãy giờ anh khai thác hết những cái gì mà cô gái bên đó muốn. Dạ, em tắm con lần. Cao mét mấy? Em cao mét 74. Em mà mình nhìn bạn này quen như có gặp ở đâu rồi á. Ngồi dưới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ế vững bền đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ hỏi nè, bây giờ quen nhau khi nào cưới? Được thì tìm hiểu vòng 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Nhẫn cưới có sẵn? Nói chung là đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi. Chỉ đợi là lấy nhau về ở đâu? Dạ ở nhà riêng. Ở nhà riêng? Có nhà riêng luôn rồi? Dạ ông nhà thuê á. Ông làm cái hụt hẫng đúng không? Không, là em cũng là tỏ ra được là em vui vẻ. Đúng rồi vui vẻ. Nhưng mà thực chất là có nhà riêng không? Dạ có nhà riêng. Nhưng mà cưới xong mới mua. À, tiền có rồi gì? Dạ. Ừ thì thảo nói vậy đi. Làm cái hụt hẫng quá. Ông bấm tôi bấm á, tôi nói trước rồi đó. Được rồi đó. Chị Duyên hả chị? Em có bí mật gì chưa, nãy giờ chưa kể mọi người nữa không? Nói về bí mật thì thật ra thì cái này em kể ra em cũng hơi ngại. Ý là em thích có một nụ hôn giống trong phim. Chị có coi Người Nhện không chị? Là cái anh đó anh đu từ trên cao xuống á. Không đúng được. Dạ đúng rồi. Thì em khó quá vậy. Thì em... anh treo lên kia kìa ha. Anh buông dây xuống, đu xuống đây vùng cái nha. Dạ dạ, nhưng mà thật ra thì em cũng hiện thực hóa nó rồi. Có nghĩa là cũng không cần phải đu dây đâu chị. Tại vì cũng khói, nói chung là hung ngược là được. Chẳng hạn như nằm trên sofa thì cũng ngược đầu nhau vậy đó. Chị nhìn em không chắc. Nay quay xong chương trình rồi chị về chị kiếm người chị thử. Cái chiều này được. Hung ngược vậy. Được không? Ôi, được, vô, không? Vô, vô, vô. Được. Dạ, được. Dạ. Thôi, không biết. Cảm ơn em đã em có tật xấu gì đó, có bí mật rồi đó. Em có tật xấu, có bí mật gì muốn chia sẻ không? Dạ thì em chỉ có tật xấu là bây giờ em còn ham chơi, với lại em hay chơi game. Ok, bây giờ mình sẽ cùng giao lưu với người thân hai bên xem thế nào. Em đi với ai? Em đi với anh của em. Rồi chào bạn. Anh ruột hay là anh bà con? Dạ anh đi chơi chung. Vâng, em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào em. Tôi chào. Sao em thấy cô bên đó thế nào? Em thấy nãy giờ là em gật đầu là muốn gãy cổ luôn rồi đó. Em gật đầu gãy cổ luôn hả? Nhưng cái quan trọng cái hợp tính hay không á? Em đi chơi với bạn em thấy có hợp hay không? Em thấy bạn nữ này thì cũng là một người gọi là đặc biệt đó. Họ biết đàn ca hát. Còn Minh Hoàng á thì thực ra Hoàng rất là hiền. Hoàng nó hiền lắm. Em đi chơi mấy năm nay em biết mà. À, quen bạn nữ thì chỉ có bị ăn hiếp với lại bị bỏ thôi. À, thiệt không? Dạ thiệt mà. Rồi cảm ơn em. Mình có đi với người thân không em? Dạ có, em đi với mẹ với hai chị gái. Dạ chào cô. Xin chào hai bạn Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Hôm nay đi được đồng hành cùng với con gái tham dự cái chương trình thì tôi thấy rất là thú vị. Cô nhận xét gì về chàng trai ngày hôm nay? Thật ra những cái phút mà ít ỏi trên truyền hình ngồi đây thì chưa nói lên điều gì cả. Thì bây giờ chủ yếu là cái cảm nhận của mình, ngay cái cảm xúc và cái ấn tượng ban đầu khi mà kéo rèm lên á, để mình hãy nghe cái mách bảo của trái tim là chính. Đấy là tùy con quyết định, con cũng thật là thoải mái đi. Tại vì là sau cái buổi ngày hôm nay dù có bấm nút hay không bấm á, thì mình cũng có thêm một người bạn. Cảm ơn cô. Rồi nghe mẹ dặn chưa, nghe là tùy theo trái tim mách bảo. Dạ. Mẹ không có tạo áp lực gì cho em cả. Dạ. Bây giờ mình giao lưu với nhau để có thể thoải mái thôi. Còn bây giờ thì đúng như là cô nói, tùy trái tim mách bảo khi mà người ta kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện. Kéo màn. Bây giờ thoải mái, hết hơi thở sâu vào để nhìn đối phương chúng ta. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh đừng nhìn em cười, anh hỏi em chút đi. Em hay ghen. Dạ em nói không thì không phải, mà nói có cũng không phải. Nói chung là em nửa nửa đó, giống như Cát Tường nói, tức là em sẽ đúng lúc, đúng thời điểm. Anh thích như vậy, chứ đừng có ghen quá.
Em biết ảo thuật đúng không? Dạ. Anh cũng biết ảo thuật. Và em biết có hai cái thôi. Thì cái gì anh cũng biết tí cũng giống em vậy đó. Có thể là mình ghép cho coi nó nhiều hơn không? Dạ. Nói một câu gì đó tỏ tình với bạn gái thật là lãng mạn chút xíu nào. Quay đầu ôm hôn gì đó. Thôi bây giờ em không nói em hát được. Được, quá được chứ. Em xin hát bài Ngày Hạnh Phúc. Người đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông dài. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng anh đã thầm yêu em. Từ hôm ấy anh bỗng thưa nhiều, nhìn mắt em nói lên bao điều. Chắc mù quá nè. À không sao đâu anh. Vậy là cũng giống em một nửa rồi đó. Hết thời gian, chúng ta để tay vào nút bấm. Các bạn đang đến những giây phút tôi nghĩ rằng hết sức là thiêng liêng trong cuộc đời. Phải suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận. 3. Hỏi đếm nữa. Cái bộ nôn quá ha. Dạ. Làm hai người nắm tay để cảm nhận giây phút thế nào. Dạ em là Tô Quang Đào, quê ở Nghệ An. Năm nay em 33 tuổi anh Quyền Linh. Làm nghề gì? Dạ em hiện đang làm bộ phận sale của công ty thủy sản Thăng Long ạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và chào mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Dạ. Rồi em tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Thị Nguyệt, em năm nay 30 tuổi. Hiện em đang công tác tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan tổng quản. Nguyệt có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Ví dụ? Ví dụ như đầu tiên là em hát được. À. Và em có thể nấu ăn, làm tóc, massage, như massage mặt và massage body cho nữ. À, làm cho người khác hả? Đúng rồi ạ. Em cũng làm được massage mặt được cho mình. Có nghĩa là hiện nay công việc cụ thể của bạn là làm chính ở Cục Thuế? Dạ, đó cơ quan tổng quản thôi anh ạ. Thưa bạn, cái chuyên môn của bạn là gì? À, em là kiểm tra viên thuế ạ. Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ, hiện tại thuế đang nợ em. Thuế nợ em? Dạ. Là chưa hoàn thuế đúng không? Dạ, chưa hoàn thuế ạ. Sẵn đây đòi luôn. Em đòi luôn, hôm nay đòi luôn. Hỏi cái thủ tục hoàn thuế sao? Dạ. Em ơi, bây giờ thu thuế doanh nghiệp về thuế gia đình nhà mình thuế thu làm sao em? Giống như tin ngôn của ngành thuế tụi em đó là thu được thuế và thu được lòng dân luôn ạ. Thu được thuế, thu lòng dân. Dạ, nên là nếu cả thuế gia đình thì em cũng muốn thu được cả hai thứ đấy. Tức là thu trên tinh thần tự nguyện. Ủa Nguyệt là quê đâu Nguyệt? À, em quê ở Thanh Hóa anh Linh. Thanh Hóa với Nghệ An cũng gần. Dạ, à, giáp ranh dạ. với nhau, không dạ. sao cả. À, Đạo có mấy mối tình rồi? Dạ, về mối tình thì em có một. Vậy thì bây giờ sau cái mối tình đó, chúng ta rút được kinh nghiệm gì? Thì nói chung thì em nghĩ là yêu chậm và yêu lâu dài thì tốt hơn là yêu nóng vội. Bạn cần điều gì ở người phụ nữ? Em muốn một người phụ nữ nhẹ nhàng, biết suy nghĩ trước sau. Dạ, rồi nói chung là người đó có một cái tấm lòng tốt là ok. Như vậy thì bạn nữ có yêu cầu gì không? Em thì em không yêu cầu nhưng em thích ạ. Em thích một người thông minh, sống tình cảm. Em đồng ý với cái quan điểm của bạn nam bên kia là có tấm lòng chia sẻ với tất cả mọi người. Em không thích con trai gia trưởng, bá phụ, keo kiệt. Trước đây mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai chị. Mình chia tay cách đây bao lâu? Dạ hơn một năm rồi chị. Thế bạn nam có tật xấu gì không? Em thì nói chung là tương đối nóng nảy. Và cái việc mà kiềm chế cảm xúc thì cũng đáng phải cần cải thiện nhiều chị. Còn tật xấu gì nữa? Em nghĩ là sống cả nể. Cả nể? Dạ, sống cả nể và hơi cả tin. Còn bạn nữ, có tật xấu gì nói luôn cho bạn trai biết. Em rất bất ngờ vì những cái tật xấu của bạn nam giống em. Rất là cảm tính phải không? Dạ đúng rồi, em cũng cả nể. Nhiều khi em hay nói với mọi người là em mất đi khả năng khước từ. Nghĩa là có thể là em thấy điều đấy là không tốt, hoặc là em thấy việc đấy là thực sự là mình nên dùng, mình nên từ chối. Nhưng mà em lại... Nếu vậy thì bây giờ chị yêu cầu em hát bài hát để tặng mọi người mà chị nghĩ em cũng không thể nào khước từ. Dạ, em xin tặng mọi người một bài hát mà em thường hay hát trên cơ quan.
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em sang tay, em xòe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, chẳng thế nào mà che anh được. Chưa rút sợi thương ấy mây trắng mái lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng rượn đông mà che mưa anh, nghiêng rượn tây em xòe bóng mang. Rợp trời thương ơi mây màu xanh xuân, mà em nghiêng hết mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Rinh quá. Rất là hay. Nghe nó ngọt ngào dễ sợ luôn. Trời ơi. Giọng hát ngọt quá đi. Dạ. Sợi nhớ sợi thương hả? Dạ. Anh mình anh sao xuyến quá, anh lấy luôn hai sợi luôn. Dạ. Ngành thuế mà hát hay quá. Không ngờ luôn hả? Ngày nào cũng tiếp xúc biết bao nhiêu doanh nghiệp vô đóng thuế. Không lẽ không tình cảm nào hết với người nào đó hay sao em? Thực tế nó không vậy đâu anh ạ. Anh thấy vào nộp thuế mọi người cũng vui vẻ gặp em rồi. Ôi không phải đâu anh. Người ta sẽ không vui khi nộp thuế đâu ạ. Đâu có gì, nói thế chứ nhiều người nộp thuế vui lắm á. Giống như anh cũng anh ấy tưởng đi nộp thuế cười hả 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 luôn. Không, nếu mà anh với chị Tường đi nộp thuế cười, cái này em hôm nào phải nhờ anh chị tới tuyên truyền. Có thế. Anh tuyên truyền rồi, anh có khai thuế qua mạng. Em hả? Biết đúng rồi, cái đợt anh quảng cáo cho bên em cũng biết luôn ạ. Thuế cũng quảng cáo. À, mình có mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không, về ngoại hình vóc dáng để chị qua chị xem mặt nè. Dạ, em thích bạn nam cao chị. Cao từ 1m7 trở lên thì càng tốt. Cao chi dữ vậy, mình đâu có cao nhiều đâu. Em muốn con mình không giống em. À, thay đổi thế hệ phải không? Gì nữa cao? Em cũng không thích đầu hói rồi. Nhiều người không thích đầu hói quá ta. Hói gì có chữ dài đâu không thích ta. Đâu vén vén lên coi, che cái mặt tiền cũng vậy. Không hói gì. Không hói thì bước lên coi. Ý dạ. Bao nhiêu? Em thực ra cao 1m64. 64. Dạ, còn để cải thiện đời sống là chắc là em nghĩ là phải tới 1m7. Dạ. Thôi nó chi thì cải thiện, giờ mình sanh con ra mình cho uống nhiều chất vô ngay từ đầu dinh dưỡng tốt vô thì cao thôi, đúng không? Dạ. Nhưng thì đâu cần thiết phải cha cao con mới cao. Dạ. Không, giống ông hàng xóm vẫn cao được như thường. Mét 64 à, nhưng mà đẹp trai lịch sự lắm. Được. Thôi em cho gặp người thân với bà sao, em đi trai không? Dạ em đi với em trai và bạn. Em trai em ruột đó hả? Dạ em con chú. À, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thế rồi bạn gái bên này như thế nào? Thì nhìn Bần Nguyệt, nếu như mà nhìn mới gặp á thì nghĩ là khoảng 25 tuổi thôi. Cái mà Bần Nguyệt yêu cầu của bên phía người đàn ông của mình á thì thấy là nào có nhiều đặc điểm, nhiều ưu điểm. Ví dụ như là tính trung thực, thẳng thắn, rồi có trách nhiệm. Mình cam đoan 100% là bạn của mình là có. Cam đoan 100% luôn, có hành trọn đời. Rồi cảm ơn bạn. À vậy mình có đi với người thân của mình không? Dạ em đi với hai người bạn của em. À dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn ở trên sân khấu và các bạn khán giả. Rồi chào em, thấy ảnh bên kia sao? À dạ em thấy anh bên kia là thanh niên nghiêm túc đó chị Nguyệt. Rồi cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau đi. Bây giờ sẽ đến lúc chúng ta trò chuyện với nhau trong 2 phút. Kéo màn lên. Và đây là quyết định của riêng bản thân mình nha. Hồi hộp chờ đợi dõi theo 2 phút của hai người. Nào, quay qua đi bạn. Trời. Rồi, em tặng Nguyệt. Rồi, em cảm ơn anh Đạo. Em cảm nhận về anh đầu tiên như nào? À, thực ra là vừa mới kéo màn lên thì anh khác cũng xa với tưởng tượng của em. Nghĩa là em nghĩ tại cái giọng nói của anh hơi bị khó, em khó nghe. Em nghĩ là chắc anh là một người chắc là có vẻ là khô hơn, nhưng mà nó đã khá hơn rồi. Anh thì người sống tình cảm lắm. Dạ. Hiện tại là em đang làm việc ở quận... Em từ Thủ Đức. Anh... Thủ Đức hả? Dạ. Còn là gia đình ở ngoài quê. Ngoài quê ạ. Ừ. Gia đình anh ngoài quê. Dạ. Em nghe hai người rất là nóng tính. Vậy thì khi nóng tính ai sẽ nhường ai? Nóng chắc chắn là em nhường rồi ạ. Tại vì em nóng vậy thôi, nhưng mà thấy người ta nóng hơn là em thôi. Anh ấy cũng có một chút gia trưởng và hơi quyết đoán đấy. Về cái gia trưởng và hơi quyết đoán thì đây là cái mà em nghĩ là một cái điểm sượng á.
em thấy là mình dễ bị sượng nhau chỗ đấy. Tại vì khi nói là em cũng có nhiều cái em cũng cá tính lắm. Có nghĩa là khi mà em đã tiếp thu mọi lắng nghe, em cũng muốn được là cái ý kiến của em đưa ra đó cũng được lắng nghe. Và mình sẽ gọi là mình đàm phán để sao mà đạt được cái sự ở mức hài hòa nhất. Chứ không phải là em hoàn toàn sai, anh hoàn toàn đúng. Vậy thực sự cái ngưỡng đúng sai ấy, nó nằm đôi khi là nó sự cá nhân, nó không có tiêu chuẩn nào hết đó. Bây giờ bạn trai hãy tỏ tình, nói một điều gì đó thật tình cảm với bạn gái rồi chúng ta quyết định. Thực ra thì anh cũng có cái ấn tượng lâu với em và cũng tương đối là tốt. Thì cũng hy vọng là anh em mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì cùng hôm nay đến đây rồi cũng được quen em, anh rất là vui. Dạ, em cũng có cùng cảm xúc đấy với anh. Hết thời gian. Hết giờ. Rồi, xin mời bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Một, hai, ba. Chúc mừng hai bạn. Như vậy là trái tim đã kết nối hai con người lại với nhau.